Thanh, các con trưởng nữ Bạch Thanh Xuân, Christina, trưởng nam Bạch Thanh Hưng, Ever, thứ nữ Bạch Thanh Hương, Cynthia, cùng đại gia đình của bà cố Nguyễn Thị Hảo và anh em, chị em trong thân tộc cũng như quý thân bằng quý thuộc đã đến nhà quan hôm nay để dâng những lời cầu nguyện tha thiết đến Chúa cả ba ngôi, tương đến linh hồn Phêrô, Phêrô Bạch Quan Cao, đặc biệt trong nghi thức làm phép khăn và các lời nguyện làm phép sáng nay do cha chủ sư là cha quản nghiệp Augustino Vũ Long cùng sự hiện diện cha Nguyễn Đăng Đệ và con nữa là thành phần trong gia đình vậy có ba linh mục bây giờ bắt đầu nghi thức. Chúng con kính mời cha chủ sự Vũ Long hoặc là đứng trước chỗ đó hoặc là lên khán đài đây để hiện âm thanh được rõ đấy cha. Chúng con cũng xin cha để qua bên này nữa để có những cái phần cha chia sẻ hay là đọc với chúng con. Và kính mời cha Long. Nhân cha và con và thánh thần. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Thiên Chúa thương yêu chúng ta, vì Ngài là cha chúng ta và tất cả chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Ngài thương yêu chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài cho chúng ta, để nếu chúng ta tin vào Người, chúng ta được thông phần vào sự sống viên mãn của Người. Hôm nay chúng ta họp nhau đây để cầu xin cùng Chúa Cha chúng ta ở trên trời ban cho linh hồn Phêrô được sự sống đời đời và ban cho chúng ta khi được Chúa gọi về cũng được vào nước vĩnh cửu của Chúa. Và nghi thức làm phép khăn tang do linh mục chủ sự. Lạy Chúa nhân từ hay thương xót, xưa con một Chúa đã xuống thế cứu chuộc loài người. Ngài đã cảm thông với kiếp loài người yếu đuối sầu buồn khi mất đi những người thân yêu, như xưa Ngài đã khóc thương Lazaro yên giấc trong mộ. Hôm nay gia đình chúng con đang trải qua những tình cảm vô cùng thương tiếc vì sự mất đi người thân yêu nhất của chúng con. Xin Chúa đến an ủi mọi người trong gia đình chúng con. Chúng con cũng nguyện xin Chúa thương làm phép những tấm khăn tang tượng trưng cho những thương tiếc đó, ước gì khi mang những vằn khăn tang trên mình, chúng con luôn ghi khắc những giây phút kỷ niệm đẹp nhất mà người thân yêu linh hồn Phêrô Bạch Văn Cao trong gia đình chúng con đã để lại và luôn tỏ lòng biết ơn qua những kinh nguyện sốt sáng với lòng thông hối cùng với những hy sinh và các việc làm để hiệp với cuộc khổ nạn của con một Chúa. Người thân yêu của chúng con được mong hưởng thánh nhan Chúa đời đời. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta mở trang 17, chúng ta hát bài Xin Thương Con. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, an năn kêu van lạy Chúa. Xuống niềm tin lấp ủ cho tâm hồn, lạy Chúa xin thương con theo đường từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuấn vương.
vô bờ. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin thu thương, ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn. Rửa con trên chính trong giữ sạch mọi gian ác, cứu con qua ánh tội thiên, con thành tâm thứ rồi lòng. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin thu thương, ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn. Mẹ tôi lỗi, hóa sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi âu sầu. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa. Phần thứ ba trong nghi thức chiều hôm nay cho anh Phêrô Bạch Văn Cao, nghi thức làm phép xác cho cha chủ sự Vũ Long. Sau đó đến phần giải Đức Thánh, chúng con kính mời cha đệ. Và sau đó là phần cầu nguyện và kết thúc phục vụ lời Chúa cho chị Thanh, cầu nguyện giáo dân cho chú chị. Lạy Chúa, xin đừng xét xử tôi tớ Chúa, vì nếu Chúa không tha thứ mọi tội cho tôi tớ Chúa thì không ai là công chính trước mặt Chúa. Vậy chúng con này xin Chúa đừng lên án kẻ thành tâm tin tưởng và cầu nguyện với Chúa, nhưng nhờ ơn Chúa phù giúp tôi tớ Chúa thoát khỏi án công thẳng, vì khi còn sống đã mang dấu ấn Chúa ban ngôi. Chúa hằng sống hằng chi muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha ta sáng, đưa Cha chỉ đến, vì Cha thế hiện dưới đã cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu thoát linh hồn Phêrô khỏi cửa hỏa ngục. Xin cho linh hồn Phêrô được nghỉ yên. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu nguyện và cho tiếng con kêu lên tới Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng hay thương xót và tha thứ, chúng con này xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là Phêrô Bạch Văn Cao mà hôm nay Chúa cất khỏi đời này, xin đừng trao tôi tớ Chúa vào tay thù địch, và xin đừng khi nào bỏ quên tôi tớ Chúa, nhưng xin truyền cho các thánh thiên thần đón tiếp và dẫn đưa vào nước thiên đàng, hầu sau khi đã trông cậy và tin tưởng Chúa, tôi tớ Chúa khỏi phải cực hình.